Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy công đức như vậy đã viên mãn rồi, lại dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự thù thắng để thành thục hữu tình, lại đem các đại nguyện kiên cố dũng mãnh tinh tấn để nghiêm tịnh cõi Phật, do đó mà mau chứng điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với tất cả hữu tình, hoặc kém hoặc hơn, hoặc tốt hoặc xấu, đều khởi tâm bình đẳng. Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả hữu tình, đã khởi tâm bình đẳng rồi, lại khởi tâm lợi ích an lạc. Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả hữu tình, khởi tâm lợi ích an lạc rồi, đối với tất cả pháp tánh đều được bình đẳng. Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp tánh đã được bình đẳng rồi, có thể an lập khắp tất cả hữu tình ở trong tánh bình đẳng của tất cả các pháp, làm việc lợi ích lớn. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này ở trong hiện pháp được tất cả Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong 10 phương thế giới đều cùng hộ niệm, được tất cả chúng Đại Bồ Tát trong 10 phương đều cùng khen ngợi, cũng được tất cả thanh văn độc giác người tu phạm hạnh cùng kính ái, cũng được tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này, tùy theo chỗ sanh, mắt thường chẳng thấy sắc khó ưa nhìn, tai thường chẳng nghe tiếng khó nghe, mũi thường chẳng ngửi mùi khó ngửi, lưỡi thường chẳng nếm vị chẳng ngon, thân thường chẳng tiếp xúc cái khó chịu, ý thường chẳng thủ pháp chẳng ưa. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này mà công đức đạt được thêm nhiều, thêm thù thắng cho đến quả vị giác ngộ cao tột, thường không thối chuyển. Trong khi Phật đang thuyết công đức thù thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trong hội vô lượng chúng đại bí xô từ chỗ ngồi đứng dậy, mỗi vị đều cầm các loại y phục mới sạch quý giá dâng lên Thế Tôn, dâng xong rồi đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ diện môn phóng các loại hào quang nhiều màu. Khi ấy, Ananda liền rời chỗ ngồi đứng dậy, che kín vai trái, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như thế? Vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không duyên cớ, cúi xin Thế Tôn thương xót dạy cho. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ananda, vô lượng bí xô từ chỗ ngồi này đứng dậy, từ nay về sau, 61 kiếp, trong kiếp tinh dụ, sẽ được thành Phật, đều có cùng danh hiệu là Đại Tràng Tướng Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm. Các bí xô này, từ nơi này chết rồi, sẽ sanh vào cõi Phật bất động ở phương Đông, ở cõi Phật đó siêng tu phạm hạnh. Lúc bấy giờ lại có 60 trăm ngàn các chúng thiên tử nghe Phật đã thuyết công đức thù thắng lợi ích của bát nhã ba la mật đa sâu xa, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột. Đức Thế Tôn thọ ký cho họ, sẽ ở trong pháp hội của Đức Như Lai tử thị, xuất gia với lòng tin thanh tịnh, siêng tu phạm hạnh. Đức Như Lai tử thị thọ ký cho họ đều sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp, độ vô lượng chúng sanh, khiến đều chứng đắc niết bàn thường vui. Lúc bấy giờ tất cả chúng hội ở đây nhờ thần lực Phật, đều thấy chư Phật Thế Tôn và chúng hội của các ngài ở hàng ngàn cõi Phật trong 10 phương, cõi Phật của các ngài công đức trang nghiêm vi diệu thù thắng. Ngày khi ấy, ở thế giới kham nhẫn này, công đức trang nghiêm không gì sánh kịp. Khi ấy, tại chúng hội này, vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình đều phát nguyện rằng, xin đem các nghiệp thuần tịnh của chúng con đã tu, nguyện sẽ được vãng sanh về các cõi Phật kia. Lúc bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện của họ, liền lại mỉm cười, từ diện môn phóng các loại hào quang nhiều màu. Khi ấy, Ananda lại từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính hỏi Phật về lý do mỉm cười. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ananda, hiện ngươi có thấy vô lượng trăm ngàn các hữu tình này, từ tòa đứng dậy không? Ananda bạch Phật, dạ con có thấy. Phật bảo Ananda, các hữu tình này từ cõi này thọ mạng hết,
tùy theo nghiệp lực của họ đều được vãng sanh về các cõi Phật kia. Ở các cõi Phật đó tu hạnh Bồ Tát cho đến chứng quả vị giác ngộ cao tột. Ở nơi sanh ra thường chẳng xa Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, siêng năng tu tập, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành bậc đại bồ tát, tu hành năm nhãn, sáu thần thông, tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và các hạnh đại bồ tát được viên mãn rồi, đều cùng lúc thành Phật, đồng một danh hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạt già phạm. Hết quyển thứ 9.